cách chúng tôi tạo nên một cuộc hành trình giúp bạn bước ra khỏi cuộc sống đầy hối hả và nhộn nhịp của thành phố để đến với căn biệt thự trên không yên bình của chính mình, Serenity Sky Villas. Một dự án có tổng diện tích là 1.505m2 nhưng chỉ giới hạn quy mô trong vài chục căn với đa dạng sự lựa chọn: một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba, bốn phòng ngủ dành riêng cho giới thượng lưu. Xin chào, Thiên Vũ vừa sử dụng thang máy riêng của căn villa này. Về độ bảo mật và an toàn tại Serenity Sky Villa thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Cửa chính sẽ được sử dụng khóa digital của Yale với 3 cơ chế hoạt động: vân tay, mã pin, chìa khóa cơ rất an toàn và thuận tiện. Một không gian thoáng đãng và trong lành cùng những thiết kế sang trọng luôn là điều mà chúng tôi chú trọng. Ngay cả khi bạn ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách như thế này, Serenity Sky Villa đảm bảo rằng bạn sẽ được thư giãn tuyệt đối trong một không gian rộng rãi. Với trần nhà cao gần 7m, cửa kính bán cường lực Low E 2 lớp dày 24mm, kết nối không gian sống bên trong với không gian xanh bên ngoài, mang đến tầm nhìn panoramic toàn cảnh thành phố Sài Gòn thật yên bình từ trên cao. Ngoài chức năng để trang trí, cửa kính còn có khả năng cách âm và cách nhiệt cực kỳ tốt. Tại căn biệt thự này, chúng tôi đã tạo ra một không gian mở với nhà bếp, khu vực sinh hoạt và ăn uống liền kề. Ngoài ra, nguồn nước sinh hoạt với độ an toàn đạt chuẩn quốc tế, sử dụng hệ thống lọc từ thương hiệu Hanovia của Anh sẽ đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình bạn. Tại căn bếp của Serenity Sky Villa còn có một điều khá hay ho mà Thiên Vũ rất là thích nữa. Đây, một tủ trữ rượu bí mật. Bạn có biết Serenity Sky Villa là dự án bất động sản đầu tiên tại Việt Nam có trang bị hệ thống tủ trữ rượu? Thật là hiểu tâm lý của các quý ông. Điều tuyệt vời khác khi chú ý tạo ra một không gian mở đó là chúng tôi sẽ thiết kế căn hộ lồng vào nhau, sự kết nối độc đáo giữa phòng khách và tầng phòng ngủ chỉ qua một chiếc cầu thang. Đây là phòng ngủ chính ở tầng trên, rất rộng rãi để bạn có thể đặt vừa một chiếc giường king size. Một phòng ngủ được thiết kế lấy cảm hứng từ resort 5 sao với sàn gỗ mang lại không gian yên tĩnh. Bạn có thể dẹp bỏ mọi lo âu và hoàn toàn tĩnh tại trong tâm thức. Vẫn với chủ ý tạo một không gian mở và kết nối với nhau, qua ô kính này bạn có thể quan sát được khu vực sinh hoạt chung ở tầng dưới. Và bây giờ hãy cùng mở cửa ban công ra nào! Một điểm nhấn đặc biệt khi nhắc đến Serenity Sky Villas chính là một ban công với thiết kế được lấy cảm hứng từ ban công ngôi nhà của nàng Juliet. Ở dưới tầng trệt, bạn sẽ có thêm hai phòng ngủ và một phòng đọc sách nữa. Không gian phòng ngủ đều được thiết kế giống nhau, lấy sự tĩnh lặng làm chủ đạo. Ngoài ra thì bạn còn có một phòng đọc sách hoặc phòng làm việc với không gian được thiết kế rất trang nhã. Một chiếc bàn với đèn đọc sách để bạn có thể nghiên cứu tư liệu. Một chiếc ghế sofa nhỏ để bạn có thể ngả lưng thư giãn một chút. Sự tinh tế của Serenity Sky Villas là ở việc sử dụng chất liệu sàn phù hợp với từng không gian phòng. Sàn gỗ engineer trong phòng ngủ hay phòng đọc sách mang lại cảm giác yên bình, mộc mạc. Đá marble trắng không vân khổ lớn đặc biệt ở phòng khách tạo sự sang trọng, thoáng đãng. Không gian phòng tắm sang trọng được ốp lát toàn bộ bằng đá marble. Thiết bị vệ sinh của Villaroy & Borch từ Đức và Getsi từ Italy. Một bồn tắm với tầm nhìn riêng tạo cho bạn cảm giác thoáng đãng, thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Sự tinh tế ấy còn là việc đảm bảo an toàn và sự an tâm cho từng cư dân sinh sống với cửa thoát hiểm làm bằng gỗ 3 lớp chống cháy đạt tiêu chuẩn hàng đầu. Mỗi ngày trôi qua tại Serenity Sky Villa sẽ như một ngày nghỉ dưỡng trong chuyến du lịch đẳng cấp 5 sao với hồ bơi trên không được bố trí trong từng căn biệt thự. Bạn có thể thả mình trong làn nước mặn đặc biệt rất an toàn cho da để cho toàn thân được thư giãn nhờ hệ thống nước chảy ngược và thu vào tầm mắt những góc độ đẹp nhất của phố thị Sài Gòn qua lan can kính cường lực đặc biệt dày 2 lớp.
Tất cả những điều tuyệt vời này bạn sẽ tìm thấy khi chọn mua một ngôi nhà tại Serenity Sky Villa. Nếu như quý vị nào đã trót lỡ yêu thích lối kiến trúc sang trọng hòa quyện cùng thiên nhiên và những tiện ích hiện đại tại Serenity Sky Villa, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để có thể nhìn ngắm và trải nghiệm dự án biệt thự trên không độc đáo và đẳng cấp này.